xuống đây nè. Xuống phòng trọ hay là xuống cái đất đô? Rồi đi hẳn quyết luôn. Đi hẳn đến quốc lộ 53 quẹo phải. Còn 24 cây nữa à, sắp tới rồi. Còn 24 cây nữa sắp tới. Còn... kéo lên. Kéo lên cái nữa, anh đòn anh gửi đó. Đúng rồi.